ngày mới lại lên nữa rồi mọi người ơi. Hôm nay em lại tiếp tục đi bắt ong nữa nha mọi người. Mấy nay nắng đẹp á mọi người. Thì hồi sáng giờ em cũng lùng cái khu này nè. Hồ này ngon lắm nha. Đi qua đó đẹp vậy mà không có hồ nào hết. Đi tới đây trong lùm này nè, mé biên này mới được một tổ nè mọi người. À, để bây giờ em sẽ cắt xuống cho mọi người xem nha. Tổ đầu tiên của em nha mọi người. Tổ đầu tiên mới về mọi người. Ủa, mới bu nè. Bây giờ đi tiếp nha cả nhà. Ong này có một tổ non nữa nè mọi người. Ong đây còn ong non không? Để mình coi thử có cái trái mắt mèo nào không. Ong đây lâu rồi, cả tháng mình không vô mà đến bữa nay ong nó mới có tổ non rồi mọi người. Nó không có ồn ào tới lâu hết. Trời ơi, bầu mực quá phê luôn anh em ơi. Phê ở đây là nó không có phấn hoa đó mọi người. Chứ ong mà có phấn hoa thì bạc trang lắm. Bây giờ bỏ vô tiếp tục đi nha mọi người. Tổ này tổ thứ hai rồi. Khi có tổ nhưng mà không biết là nhỏ hay bự. Chắc là nhỏ rồi. Tiếp tục đi nha mọi người. Trong cái lùm này có một tổ nè mọi người. Trời hôm nay nó ui ui á mọi người. Ong nó không có bay, nó nằm im ru trong này nè. Nằm ở nhà thì lo mà ăn phấn hoa đi nha mấy cha nội. Mình để phấn hoa tụi tôi làm gì? Ở nhà ăn phấn hoa chứ toàn ăn chay không. Ô, tổ này thấy mực cũng múp múp nha. Có cắn nha, sinh vật thôi chứ không làm gì đâu mà cắn đó. Xin phép thằng Quang này nha. Ôi xa.
mắc cái gì vậy trời. Chúng ta phóng hoa kìa. Nghi nghi lắm. Cái tụi này nó ở nhà nó trời ui ui này nó ở nhà là nó ăn chay chứ nó không ăn phấn hoa rồi. Ây da, gì nữa? Mày giống cái thằng trai gai hôm qua rồi đó. Lôi nè. Ông có làm gì mày đâu mà cứ lôi. Nãy thì nhá. Chà, mặt này nè. Cục này là cả xị chắc luôn. Nó nù vậy mà. Ngày nay đi chuyển đổi khu khác thì nó có lẽ hợp lý hơn nè. Mặt nó nù nù hơn xíu. Hôm qua ở bên kia nhỏ quá. Rồi, được mấy tổ rồi ta? Chúng chà, tổ thì nhiều tổ lắm, toàn là chén không à. Hai tổ bự mà. Bỏ vô đi, tiếp tục đi thôi. Trong này em thấy có một ổ này mọi người, nhưng mà không biết là nó có còn nguyên vẹn hay không, hay là ai cắt tàn lại nữa, chứ thấy nãy có dấu cắt đầu kia kìa. Đây cũng có dấu lụi vô nè. Hy vọng là ông không còn nguyên nha mọi người. To hay nhỏ đây? Trời ơi, mới về à? Tầm này bắt ngon nè. À, ghê chứ. Nặng lắm anh em ơi. Ui chà. Tổng quay luôn. Ông sao đẻ ông được không vậy ta? Mật quá ngon luôn nha mọi người. Bây giờ bỏ vô đi tiếp nha mọi người. Cái đây có ổ nè mọi người. Để giờ em lại bắt thử nha, coi coi nó bự không nha mọi người. Ổ nhỏ xíu rồi mọi người. Đây có tổ nữa nè mọi người. Cái lá xuống đây nữa nè. Nãy đi ngang qua không thấy mọi người. Cái này nó nằm trong này thì chủ yếu là mình ngắm thôi, chứ còn lục ra mà nó nằm dưới này thì chưa chắc thấy nha mọi người.
Trời, ong ở đây mật đã ghê á, phấn ít à. Trời ơi, lại tiếp tục ngồi lại cái chỗ nó tiếp. Nắng quá nắng luôn. Nắng 12 giờ này nắng thôi rồi luôn mọi người. Đây mọi người, em mới bắt cái ổ này ở đây nè. Là cái cụm này 3 tổ nha mọi người. Em mới bắt em bỏ dưới này nè. Nó nặng quá, bỏ dưới đó. Hai tổ này em bỏ chung vô luôn nha mọi người. Tổ thì có phấn, tổ thì không có phấn, nhưng mà cái mấy cái lùm này đực trước mình vô không có đâu mọi người. Không có tổ nào luôn. Bây giờ em bỏ vô tiếp tục đi nha mọi người. Trên cái cây chùm nước đó có một tổ đó mọi người. Để mình lên mình bắt xuống cho mọi người xem nha. Mình bắt xuống này nè mọi người. Cái tổ ong này có ai lên cắt rồi nhưng mà bỏ lại mọi người. Mình nghĩ là chắc do phấn nhiều quá người ta bỏ lại này. Dấu cắt khô rồi. Bây giờ bỏ vô tiếp tục đi nha mọi người. Em cũng xin kết thúc video tại đây luôn mọi người ơi. Bây giờ cũng chiều rồi nè mọi người. Thành quả của em ngày hôm nay được như có như đây thôi mọi người. Anh chị em nào mà xem video của em mà chưa đăng ký kênh thì giúp em đăng ký kênh nha mọi người. Em cảm ơn rất là nhiều nha. Hẹn mọi người những video tiếp theo nha. Bye bye.